Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5. Chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Bình phấn đấu xây dựng trở thành trung tâm bồi dưỡng cán bộ, đồng thời là cơ quan nghiên cứu khoa học, xây dựng chính sách và tư vấn phát triển kinh tế xã hội. Huyện Tiền Hải phát huy tiềm năng thế mạnh sẵn có, vùng trọng điểm kinh tế biển tỉnh Thái Bình để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện giải pháp đảm bảo chăn nuôi an toàn khi dịch tả lợn châu Phi tái phát và lây lan trở lại ở nhiều tỉnh, thành phố. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Bình tổ chức đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tới dự và chúc mừng đại hội. 5 năm qua, Đảng bộ Trường Chính trị luôn quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đổi mới từ khâu tuyển sinh mở lớp, xây dựng nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng. Nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hành chính cho trên 3.000 học viên, tỷ lệ khá giỏi đạt gần 70%. Trường cũng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học. Toàn trường có 102 đề tài khoa học, trong đó nhiều đề tài mang tính ứng dụng cao được đưa vào công tác chuyên môn và giảng dạy. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Bình phấn đấu xây dựng trở thành trung tâm bồi dưỡng cán bộ, đồng thời là cơ quan nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn để phục vụ giảng dạy, xây dựng chính sách và tư vấn phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới. Tại đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 8 đồng chí, bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Xây dựng Hương Sen trở thành tập đoàn kinh tế mạnh là một trong những mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào chiều nay. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình dự đại hội. Đảng bộ Tập đoàn Hương Sen là tiền thân chi bộ được thành lập năm 1989. Đây là tổ chức đảng đầu tiên của cả nước được thành lập trong doanh nghiệp tư nhân. Từ 3 đảng viên, đến nay đảng bộ có 60 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ. 5 năm qua, đảng bộ cùng hội đồng quản trị, ban giám đốc, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Từ năm 2015 đến nay, nộp ngân sách nhà nước gần 2.790 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.200 lao động, thu nhập bình quân 9 triệu đồng một người một tháng. Nhiệm kỳ này tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xuất sắc, đơn vị văn hóa. Bên cạnh đó, chú trọng hiện đại, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, phấn đấu doanh thu tăng trưởng bình quân từ 10 đến 15% trở lên. Sáng nay, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình, dự Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thái Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. 5 năm qua, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thái Bình, lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra, thực hiện hiệu quả 9 chương trình tín dụng chính sách. Tổng dư nợ đến 31 tháng 3 năm 2020 đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm 7,75%. Nhiệm kỳ này tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết sáng tạo, kỷ cương, xây dựng chi nhánh phát triển bền vững và hoạt động hiệu quả. Nguồn vốn và dư nợ tăng bình quân từ 7% đến 9%. Tỷ lệ nợ quá hạn giữ ở mức 0,11% trên tổng dư nợ, góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình phát triển. Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ 28, tối qua tại quảng trường 14 tháng 10 diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Sáng mãi niềm tin với Đảng. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, nguyên Bí thư Thành ủy Thái Bình cùng đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố tới dự. Chương trình đã thể hiện những lát cắt lịch sử đầy cảm xúc về những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường, tình cảm tri ân sâu sắc dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta.
ca ngợi sự đổi mới của thành phố Thái Bình hôm nay. Âm hưởng của các tiết mục trong đêm văn nghệ đã làm cho không khí thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 28 thêm khí thế, góp phần động viên các tầng lớp cán bộ nhân dân tiếp tục học tập, rèn luyện, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới, xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành đô thị loại 1. Vượt dự toán Bộ Tài chính giao với số thu năm sau cao hơn năm trước, ngành thuế Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả ấy chính là sự đóng góp của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Sáng nay, Cục Thuế Thái Bình tổng kết các phong trào thi đua và tuyên dương các điển hình tiên tiến. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tới dự. Trong 5 năm 2015-2019, tổng số thu nội địa trên địa bàn tỉnh Thái Bình tăng 2,7 lần so với giai đoạn 2010-2015. Về đích trước 4 năm so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 19 đề ra, số thu thuế vượt trên 9.100 tỷ đồng. Kết quả ngành thuế Thái Bình đạt được trong những năm qua chính là sự nỗ lực vượt khó, đoàn kết đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức. Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Thuế Thái Bình khen thưởng 13 tập thể và 33 cá nhân tiêu biểu, đồng thời bầu đại biểu điển hình đi dự hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành thuế lần thứ 5. Đánh giá cao những kết quả ngành thuế đạt được trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành thuế Thái Bình tiếp tục áp dụng các biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, hoàn thành dự toán thu, thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế. Thưa quý vị và các bạn, với tiềm năng và vị trí địa lý thuận lợi, huyện Tiền Hải được xem là trọng điểm trong phát triển kinh tế biển của tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ tới, nhất là các địa phương nằm trong khu kinh tế Thái Bình. Vậy làm thế nào để đánh thức các tiềm năng thế mạnh sẵn có, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội? Đây cũng là nhiệm vụ được các địa phương của huyện Tiền Hải đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, vị trí tôi đang đứng đây là khu nuôi trồng thủy sản thuộc xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, nằm dọc theo tuyến đường 221A. Khu vực này sau này sẽ được quy hoạch phát triển thành khu nuôi trồng thủy sản chất lượng cao, đón bắt được cơ hội cũng như quy hoạch của chính phủ và của tỉnh. Xã Nam Phú đang triển khai các cái giải pháp để thu hút các nhà đầu tư phát triển khu vực này thành khu nuôi trồng thủy sản chất lượng cao trong thời gian tới. Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên về đầu tư ở xã Nam Phú, đại diện công ty thủy sản Trường Đại cho biết, Nam Phú có nhiều điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản. Nhất là địa phương này lại nằm trong quy hoạch khu kinh tế Thái Bình thì việc đầu tư nuôi trồng thủy sản ở đây sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Đất của xã Nam Phú này thì tôi thấy là nếu như phát triển về con giống và phát triển tốt, bởi vì nó lợi thế ở gần cái cửa sông Hồng, cho nên là con giống nó và con hải sản nó rất phát triển. Cái thứ hai nữa là cũng trong cái khi như vậy ra đây làm thì cũng được xã cũng như huyện tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp như vậy là phát triển. Tận dụng thế mạnh địa phương để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, xã Nam Phú đặt ra 3 mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới, đó là phối hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, xây dựng 2 tuyến đường quan trọng trên địa bàn xã là đường 221A và đường bộ ven biển. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư vào 2 lĩnh vực vốn là thế mạnh của địa phương, đó là phát triển du lịch biển và nuôi trồng thủy hải sản. Hiện, Nam Phú đang phối hợp cùng với xã Nam Hưng và Nam Thịnh trong thu hút đầu tư vào khu nuôi trồng thủy sản chất lượng cao với quy mô hơn 1.000 ha. Các doanh nghiệp để muốn về trên địa bàn của xã Nam Phú thì công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là phải đặt lên hàng đầu. Thứ hai là vấn đề là công an việc làm của nhân dân, những người mất đất. Và thứ ba nữa là vấn đề là thông thoáng về vấn đề về chính sách. Theo quy hoạch, huyện Tiền Hải có 15 xã nằm trong khu kinh tế Thái Bình. Đây là thời cơ nhưng cũng là thách thức đặt ra cho các địa phương này trong phát huy thế mạnh tiềm năng sẵn có, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Đơn cử như ở xã Đông Hoàng, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, địa phương đã ban hành nghị quyết 01 về phát triển kinh tế biển, trong đó đề ra giải pháp thu hút đầu tư vào 2 khu công nghiệp được quy hoạch trên địa bàn xã. Địa phương thì có 2 cái khu công nghiệp Hoàng Xuyên, rồi khu công nghiệp gọi là Tiền Hải 2. Đảng bộ phải làm tốt vấn đề đó là cái công tác tuyên truyền để làm sao trước mắt là giải phóng mặt bằng để coi như là chúng ta tiếp nhận các cái dự án được thuận lợi hơn. Làn sóng đầu tư vào khu kinh tế Thái Bình đang mở ra cơ hội cho huyện Tiền Hải bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội cùng với huyện Thái Thụy để hình thành nên một khu kinh tế đồng bộ hiện đại. Để thực hiện được mục tiêu này thì không chỉ cần nỗ lực của tỉnh, huyện và các ngành chức năng mà còn cần sự năng động, sáng tạo của các địa phương nằm trong khu kinh tế Thái Bình. Có như vậy,
khu kinh tế Thái Bình mới sớm đi vào hoạt động là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình trong giai đoạn tới. Chuyển sang các tin tức khác, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 được phát hiện vào cuối năm 2019, đến nay dịch đã lan ra 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Số ca mắc đã vượt mốc 6 triệu người, trong đó có trên 366.000 bệnh nhân đã tử vong vì đại dịch này. Trong vòng 24 giờ qua, số bệnh nhân COVID-19 trên thế giới tăng thêm 111.000 trường hợp, với số ca tử vong mới là trên 4.500 ca. Mỹ tiếp tục là ổ dịch số 1 thế giới khi đứng đầu cả hai danh sách về số người nhiễm và tử vong. Tại Việt Nam, sáng nay ghi nhận thêm một ca mắc mới COVID-19 là bé trai 1 tuổi. Bệnh nhân này tiếp xúc gần với bệnh nhân 314 từ Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, được cách ly ngay khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Đến thời điểm này, tổng số ca nhiễm trên chuyến bay là 34. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đã qua 44 ngày Việt Nam không phát hiện ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tổng cộng cả nước đã ghi nhận 328 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 279 người đã được chữa khỏi, chiếm 85% tổng số bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 tháng công bố hết dịch tả lợn châu Phi, Thái Bình đang nỗ lực để tái đàn, hiện đã đạt 60% của tổng đàn 1 triệu con. Tuy nhiên hiện nay dịch tả lợn châu Phi đã tái phát và lây lan trở lại ở 20 tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước, buộc Thái Bình phải thận trọng để thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo chăn nuôi an toàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Kể từ thời điểm công bố hết dịch tả lợn châu Phi đến nay gần một năm, nhiều hộ dân ở xã Đô Lương, huyện Đông Hưng đã quay trở lại tái đàn. Ông Vũ Cao Sản giờ đã có hơn 300 con lợn cả thịt và nái. Tuy nhiên, bài học từ dịch tả lợn châu Phi vừa qua buộc ông phải thận trọng hơn trong công tác chăn nuôi. Và ông tuân thủ tuyệt đối phương án, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lúc nào mình cũng phải đưa cái công tác phòng bệnh lên hàng đầu. Đấy. Ví dụ như là đơn giản nhất là những cái việc làm từ thì bắt đầu sang chuồng lợn, đã ra chuồng lợn nuôi thì phải thay quần áo, rửa tay, thay ủng nhúng ủng và các cái suốt tiết trùng. Ta làm cũng giống như là chống Covid ấy, nhưng mà cái việc đấy là phải làm thường xuyên chứ không được lơi là. Hiện nay giá bán thịt lợn rất cao, người chăn nuôi lại nhận được kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi nên việc nuôi mới tái đàn gia tăng. Tổng đàn lợn của Thái Bình hiện đã tăng 15,7% so với cùng kỳ, nhưng sẽ là nguy hiểm khi người chăn nuôi chủ quan trong công tác phòng chống. Mà bài học được rút ra từ 20 tỉnh thành phố trong cả nước, hiện dịch tả lợn châu Phi đang tái phát trở lại. Đó là tình trạng mua bán con giống không rõ nguồn gốc, người dân giấu dịch tự tiêu hủy hoặc bán chạy lợn. Đề nghị là các cấp, các ngành, ủy ban nhân các huyện tăng cường cử các cái đoàn kiểm tra tại các cái địa phương, rồi giám sát các cái ổ dịch cũ. Người dân tái đàn thì cũng phải là tìm được cơ sở mà xuất bán con giống phải đảm bảo an toàn dịch bệnh, và khi mà phát hiện lợn ốm, lợn chết thì cần phải báo cho cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Nước mắt người nông dân đã từng rơi cho nỗi xót xa vì dịch bệnh, giờ là lúc họ phải tuân thủ tuyệt đối các biện pháp chăn nuôi an toàn để công sức không bị rửa trôi khi dịch tái phát. Với đặc thù sản xuất kinh doanh ngành nghề chiết nạp khí hóa lỏng LPG, công ty cổ phần Vietsoga chú trọng làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động. Trung bình mỗi năm, công ty cổ phần Vietsoga đầu tư hàng trăm triệu đồng mua bổ sung, nâng cấp, hoàn thiện trang thiết bị phù hợp với các quy định về an toàn như thiết bị giảm áp suất, nhiệt độ môi trường, van chiết áp an toàn, thành lập đội phòng cháy chữa cháy gồm 15 người, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ, gồm bể chứa nước, máy phát điện, máy bơm công suất lớn, hệ thống vòi phun nước, bình cứu hỏa. Cán bộ người lao động luôn tuân thủ nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nhất là tại khu vực chiết nạp ga cho xe bồn, chiết nạp ga vào các bình, bốc xếp bình ga, phối hợp với phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Thái Bình định kỳ tập huấn thực hành an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tuyên truyền các nguy cơ tác hại của cháy nổ, giúp người lao động nâng cao ý thức phòng ngừa và có kỹ năng cứu hộ, cứu nạn thoát hiểm. Hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm nay, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động,
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Bình khởi động một số hoạt động kích cầu du lịch nội địa. Các hoạt động cụ thể như đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch, đặc biệt thông qua Internet quảng bá giới thiệu điểm đến du lịch Thái Bình, đảm bảo an toàn thân thiện, tăng cường tuyên truyền đến mỗi người dân, cộng đồng địa phương, các cơ quan đơn vị, tích cực hưởng ứng tham gia chương trình. Các khu điểm du lịch đã mở cửa đón khách tham quan trở lại, trên cơ sở đảm bảo tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh. Hiệp hội Du lịch Thái Bình đã kết nối các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú, lữ hành, nhà hàng, xây dựng chương trình kích cầu du lịch nội địa, liên kết giữa các cơ sở dịch vụ, giảm giá dịch vụ và có các chương trình ưu đãi hấp dẫn, đồng thời thực hiện tuyên truyền và đảm bảo an toàn cho hành khách. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 5 khi cái nắng trở nên gay gắt thì cũng là lúc hoa sen bắt đầu bung nở. Sắc xanh của lá, hòa quyện cùng nét thanh khiết của hoa sen đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp trong tiết trời oi ả của mùa hè. Hãy cùng ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên do loài hoa sen đã mang đến cho chúng ta qua những hình ảnh sau. Thưa quý vị, mỗi một loài hoa đều mang một vẻ đẹp và hương sắc riêng. Với sự giản dị và thanh khiết, hoa sen được biết đến là một loại hoa tượng trưng cho bản sắc của dân tộc. Những ngày này, có thời gian về với các đầm sen, chúng ta sẽ được thả hồn trong không khí ngát hương, thỏa sức ngắm và cảm nhận những đóa sen khoe sắc trước thiên nhiên. Dịu dàng và thanh tao, những đóa sen mỗi độ hè sang lại đua nhau bung nở, điểm tô cho những đầm hồ vẻ đẹp của loài hoa vươn lên từ bùn lầy nhưng vẫn ngạt ngào hương sắc. Có lẽ vì vậy mà hoa sen có vai trò và vị trí đặc biệt cả về tâm linh và văn hóa của người Việt. Là một loài hoa đặc biệt, hoa sen mang một ý nghĩa mà con người muốn gửi gắm. Đó là trong sáng, thuần khiết của tâm hồn, gắn với quan niệm về sức mạnh của ý chí, nghị lực kiên cường như biểu tượng đặc trưng cho con người Việt Nam. Và những hình ảnh ấn tượng vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.